Công vào đây vì nghĩ tôi làm Natalia á. Xin lỗi cuộc đời đi. Công nghĩ đúng rồi đó. Nhưng mà tôi ghét con tướng này lắm cơ mà. Nhưng thực tế tôi ghét cái con này hơn. Cực kỳ ghét. Alo, sếp ạ? Ừ, Nata có cái skin mới đẹp lắm. Chú trải nghiệm đi nhá. Tiền bao nhiêu anh lo. Đâu? Tiền đâu? Đây chứ còn đâu nữa. Để có thể trải nghiệm cái skin tuyệt vời này, tôi đã phải nhịn ăn sáng những một ngày đấy. Để xem đổi lại ta có gì nào. Một cái sự kiện về đồ họa của game Avatar. Được, rất hoài niệm. Cái gì đấy? Thông tin của nhân vật. Mạnh mẽ. Sạch sẽ. Hổ báo. Vãi cả mị combat và tốn thuốc. Chọn một trong ba à? Mình thiếu cái nào thì mình lấy cái đó vậy. Là một người điềm tĩnh trong mọi tình huống, sạch sẽ sẽ được lựa chọn. Vâng, đây là mị. Ở kia nhận đồ gì đấy? Cho nhìn mị tí xem nào. Thể lệ sự kiện. Đéo đâu, lười lắm. Mị, đi chơi đi. Kìa, đi chơi đi chứ. Ê, nhận đồ gì này? À, thì ra là đủ đồ thì mị sẽ đi chơi. Đi chơi về thì sẽ có quà. Ờ, đi chơi đi. Ơ kìa. À, phá đồ thì mị mới đi chơi. Đéo gì luôn. Nhưng làm cái đấy là sẽ có quà nhé. Thôi thì đến với phần chính. Săn tìm thẻ giảm giá 350 quân huy. Ua, mị được đi chơi rồi này. Đập vào tai tôi là quả nhạc background. Ờ, động đất à? Không phải. Đây là mị muốn đi chơi. Beat cuốn hơn chiếu này. Mị thì có thể đi từ Tây Bắc đến Đà Lạt trong vòng 2 giây. What? Nhưng ta phải trả lời câu hỏi đã. Dễ phết. Thế là Nata mị đi từ Bắc vào Nam. Và boom, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận được thẻ giảm giá 350 quân huy. Yeah. Kiểm tra hòm thư ngay xem hàng về hàng về. Ok luôn. Tuyệt vời. Đã 12 giờ hơn và vẫn đeo thấy thư gì cả. Thôi đi, cảm nhận qua về trang phục đã. Wow. Mặt xinh, ngực nở, chân dài, trọng tâm gầm thoáng, dáng thể thao. Phải nói Nata này tạo hình cực đẹp, với màu hồng chủ đạo, mang âm hưởng của vùng núi cao Tây Bắc khi lấy cảm hứng từ mị. Nhầm, mị này. Một nhân vật đã quá nổi tiếng khi thích ăn la ngón và trốn theo trai. Nhưng mà móng tay hơi dài nhá. Đến giờ chảy hội, lồng lộn lên thôi. Đáng yêu một chút thôi nha. Ủa, lồng tiếng Việt luôn này. Yêu thế. Theo như tôi được biết thì Natalia mị muốn đi chơi được phát triển dựa trên một bài thi thiết kế sáng tạo trang phục Việt Nam năm 2021. Nên để trân trọng những đóng góp trí tuệ của các bạn trẻ, Gà Rán quyết định thu 149 quân huy khi áp thẻ giảm giá và 499 quân huy nếu mua chai. Tuyệt vời luôn ý. Thận của tôi ở đây này. Nói thế rồi, thẻ giảm giá về rồi đấy. Và 149 quân huy đã biến mất, tương ứng khoảng 70.000 đồng bằng cốc trà sữa. Mà đổi lại thì quả skin ba chai. Trước hết tôi phải thử hiệu ứng cái đã. Mọi chiêu thức để có màu hồng neon chủ đạo mang đến một cảm giác rất là lễ hội màu sắc. Đã thế, skin còn ra mắt vào ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 lại càng thêm ý nghĩa. Chiêu 1 thì tạo ra một tấm thổ cẩm ở sau lưng, 5 tia bắn ra được đầu tư khá kỹ khi rất rực rỡ và có pháo hoa phát nổ ở điểm cuối cùng, trong khi chiêu 2 ném ra một quả cầu disco cực bắt mắt hiện diện ngay trên một sân khấu hiện đại. Thông thường thì quả cầu của Nata xanh lẻ xanh lét, nhìn chết chóc phết, nhưng mà vũ trường thế này khéo đối phương cứ cố để ăn chiêu mất. Ulti của Nata mị muốn đi chơi thì tạo ra một lớp giáp cực đẹp, và trên thân của tiêu hủy diệt còn có một hình rồng uốn lượn. Khi sử dụng combo thì các chiêu thức cùng nhau tạo nên một bữa tiệc ánh sáng, là kết quả của sự kết hợp độc đáo giữa nét đẹp văn hóa dân tộc của vùng núi phía Bắc với sự hiện đại của quả cầu disco sáng lấp lánh. Nói chung tôi chỉ có một từ để nói thôi, quá đỉnh, đúng người Việt Nam sáng tạo có khác. Tiếp theo, phần âm thanh cũng là thứ tôi rất quan tâm, phải trải nghiệm ngay mới được. Uầy, gầm thoáng dáng cao máy xịn quá này. Mày như dùng skin này chiêu thức dễ trúng hơn hay sao ấy, ăn mạng quá nhẹ nhàng. Đó, đây mới là phần chính của trang phục này. Được lồng tiếng bởi Tung Hoàng, những câu cô tim dường như đáng yêu hơn rất nhiều. Quỷ đao bé ơi. DJ, lên nhà. Tấn công. Những câu gáy bẩn cũng thế. Chạy đi ông cháu ơi, đi đâu đấy bạn ơi? Mị đã trở lại, lợi hại gấp đôi. Mị này thì A Phủ phải giữ cho chặt, không thì anh sửa đến mắt mất đấy chứ. Với mục đích gần gũi hơn với những người chơi trẻ tuổi, việc lồng tiếng với những câu nói trending đã khiến Nata mị muốn đi chơi như thêm phần thân thuộc với anh em Việt Nam, kết hợp với những hiệu ứng chiêu thức bắt mắt chứa chan tình cảm quê hương. Quan trọng hơn là sơn màu lên nó mạnh lắm. Nên tôi đánh giá đây là một skin đáng để mua. Giá cả để anh em biết rồi đấy, 149 quân huy khi có thẻ giảm giá, thứ được lấy từ sự kiện Natalia mị muốn đi chơi ngày 2 tháng 9 này. Còn bây giờ đã đến lúc để mình đắm chìm trong điệu nhạc chất và tận hưởng độ đẹp mắt của skin S cộng này đây. Không phải, đây là mình muốn đi chơi. Ờ, động đất à? Không phải, đây là mình muốn đi chơi. Mấy ông muốn làm full về con tướng Nata này thì ấn sub với bật thông báo kênh người chơi điện tử đấy. Chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại.